Hello, chào tất cả các bạn và tất cả mọi người nha. Hôm nay là do khu vực của mình bị mất điện nha các bạn, do sự cố chứ không phải là có lịch nha. Và đây là một cái TV đảo chiều của mình nha các bạn, đây là đảo chiều tự động nè. Ở đây thì mình có bật một cái TV bass đây là xài cho cái nhà bên này của mình nha các bạn. Đó, ở đây nó có mấy tất cả mấy cái đường điện ở đây là có đèn các bạn, đèn nó đỏ đấy nè. Đó, anh thấy không? Đó, mấy cái đèn đỏ đỏ đó là nó có điện đó. Là ở đây là hiện tại là nó đương xài cho cả nhà này của mình nha các bạn. Xài cho cả nhà này của mình luôn nè. Và vẫn có điện. Điện sinh hoạt bình thường nha. À, và đây là dàn cầu giao điện điện nhà chứa nhà nước nha các bạn. Nó không có đèn nha, thường thường ở đây á, là nó sẽ có một cái đèn đỏ đây cho mình. Nếu là có điện nha. Đó. Và ở đây á, thì TV này nó đưa nhảy qua. Ở đây là mình xài cái bàn N này á, là điện chính này, R là điện phụ nè. Hiện tại nếu chưa có điện nha các bạn. Chứ không là có điện là hai cái bóng đèn nó sẽ sáng nha. Và hiện tại là khu vực của mình đây các bạn là trời nắng nhẹ thôi các bạn, nắng nhẹ. Còn xung quanh là mây này. Chứ không có nắng nhiều nha. Thì nắng nhẹ, không có nắng nhiều. Và đây là cái dàn pin của mình nữa các bạn. Để mình thì nói chung là cấp điện chứ mà sáng nay là không có nắng mấy các bạn. Đây và đây là hai tấm pin 450W của mình nha các bạn. Và đây là tám tấm pin Nhật. Tám tấm pin Nhật nha các bạn, tám là 160W. Nhưng đây do thời gian á là mình cũng chưa, khu vực mình thì lâu nay mưa nhưng mà mình cũng không có vệ sinh lại nữa nên nó còn đốm 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 nha các bạn. Lâu nay á, mình không có vệ sinh tấm pin nha các bạn. Mình không có vệ sinh tấm pin tại vì có mưa á, chứ mà mình thấy nó vẫn còn cái bụi bám á, mà nước nó trôi chứ mà cũng không sạch mấy nha các bạn. Nên sẵn á, mình vệ sinh luôn tấm pin trên nóc luôn các cho nó sạch sẽ và nó đạt năng suất hơn nha. Tại vì bữa nay cúp điện á nên mình muốn cho nó có điện xài ổn nha các bạn. Và đây là gì, những tấm pin của mình nè, sạch bông luôn sau khi mà mình sử dụng cái chổi nữa bạn. Nó sạch bông luôn các bạn. Dùng cái cây lau nhà này mình vệ sinh nè. Sau khi mà mình vệ sinh tấm pin xong các bạn, và ở dưới nhà mình nè, tất cả đều đây có xài quạt nè, xài quạt có điện thoại nè, và kia thì bên nhà ba mẹ mình đó thì vẫn có xài, vẫn có coi điện thoại đều bình thường nha. Đó, có wifi và coi điện thoại đều bình thường nha các bạn. Và đây các bạn, hiện tại là do trời không nắng nên là ở đây mình xài mấy cái quạt và chỉ 300 hai cái tủ lạnh các bạn, và cái quạt là hai là 370W nha các bạn. Đó, đây thì có
hai dàn VVB ở đây, một có một dàn VVB là đường sáng giờ là được 526W nè, đường thâu vô 300W dao động. Ở đây dàn của con power của mình nè, đường thâu là vôn là 146V 4A và thu được 516W nha. Nói chung cái dàn pin Nhật này đạt lắm các bạn. Và ở đây thì cho mình câu vô trực tiếp để xài cho nhà luôn, mình cúp CB của điện lực nè, tại vì trên điện lực mình sẽ nó xong điện ra ngoài đường điện lực nha các bạn, nên là mình cúp cái CB và mình câu trực tiếp vô. Cái này mình xuống điện điện nè đó, và xài cho nhà mình nè. Ở đây mình có xài được cho máy cắt này luôn các bạn. Hiện tại là nó đương đứng nha các bạn, đương đứng mình rờ tay luôn nha, giờ mình cho nó chạy nha các bạn, nó chạy đó rồi, chạy tiếp luôn các bạn. Ở đây nè đó, mình phải chạy tiếp luôn. Nói chung là nhà điện sinh hoạt là bình thường nha. Ở đây mình có đó, điện hồi nãy vô là tối nha các bạn. Ở đây có một bóng đèn nó sáng tự động. Nó xài một cái tủ lạnh nha các bạn. Tủ lạnh nè. Tủ lạnh nè các bạn thấy không? Đó. Mà không có chạy được cái máy hơi đâu nha các bạn. Tại vì cái power của mình có 3kg à. Mà cái này 3kg là nó nhân gấp 3 lần là không chạy nổi nha, không chạy hơi máy hơi đâu các bạn. Chỉ cắt là nói chung là xài thiết bị nào cả 1kg, nếu là máy động cơ là 1kg thôi nha các bạn. 1kg là nhân 3 là vừa đủ nha các bạn. Các bạn nghe không? Mấy đứa nhỏ nè, tập trung coi điện thoại nè. Có wifi đồ các bạn, dẫn đó là dẫn có đi nhỏ dẫn coi điện thoại nha, đường điện là bình thường. Ở đây có một cái tủ lạnh, tủ lạnh các bạn, hơi bóc không đó, hơi bóc không đó. Rồi ở đây là điện năng lượng mặt trời các bạn. Nếu mà trưa nắng tốt á, là mình xài luôn một cái tủ lạnh này, máy lạnh nha các bạn. Đây có một cái máy lạnh nữa mà cái là trưa nắng thì mình mới xài, còn bình thường thì cúp điện về thì mình xài quạt, xài đèn rồi. Giờ là trưa nha các bạn, mà hay cúp điện thì trời cũng nắng nha các bạn. Trời rất là nắng, chung mà nắng. Ở đây quanh khu vực mình giờ điện nắng nha. Giờ mình sẽ vô coi thử trong cái nó vô điện bao nhiêu nè. Rồi đây các bạn, điện áp là hiện tại là đương là 13V các bạn. Trưa thì xài hết 540W. Điện áp BV là 150V 23A và thu là 1.2 kg các bạn. Nên mình nói cái này nó rất là cái dàn pin Nhật là rất là hiệu suất nè, rất đạt nha các bạn. Và đây thì 800W pin của mình này, sáng giờ thu được 900W pin của mình nhé, sáng giờ là thu được 1.5 kg và hiện tại đang có thu có 300+ W đó, tùy theo nắng đó, 300+ W thì giờ nắng lên một xíu là 800+ W đó. Vậy là mình đã quay một vòng toàn
Nhà mình sinh hoạt nha các bạn, mỗi ngày cấp điện nha các bạn, thì cũng không có thay đổi gì nha các bạn. Ở đây hiện tại là bạn cấp điện rồi nha. Ở đây thì xài cái đèn qua năng lượng mặt trời, còn mé bên này là không có nha. Nếu có là nó có bóng đèn đỏ nha. Đây ngay chỗ này nè có bóng đèn đỏ nha. Và mình cũng kết thúc video tại đây các bạn. Bạn xem video thì nhớ like cho mình một like nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh. Mình sẽ cập nhật tiếp những cái điện năng lượng mặt trời cho các bạn xem nha. Rồi tạm biệt tất cả các bạn và tất cả mọi người. Tạm biệt.